Ok, lên em. Hôm nay lại tiếp tục một con game nông trại thôi. Đây, game này có tên là Iconic Island. Ồ, giá game cũng cao phết đó chứ. 321 ngàn. Giờ tầm này, thời điểm này năm ngoái, 22 tháng 12 năm ngoái thì giá game chỉ có khoảng 140 thôi. Lúc đó thì chắc đang early access. Đây. Thì game cũng vừa ra mắt phiên bản chính thức vào khoảng một tháng trước. Nên giá game cũng tăng theo cái phiên bản chính thức đó luôn. Đây là cái core map sau khi ra cái phiên bản đó nè. Ừ, vẫn còn rất là lâu nha. Core map này xem từ trên xuống hay từ dưới lên ta? Game này đồ họa nhìn có nét rất là dễ thương, coi thử cái Zalo. Nó cũng thuộc cái thể loại nông trại thôi. Đây, nông trại khám phá giải trí thư giãn. Đồ họa này phong cách rất là cây con luôn nha. Thằng này giống con ếch quá vậy. Ồ, có cả mà yếu tố action hành động nữa nè. Chứ không đơn thuần chỉ là đi farm và nông trại như mấy game khác. Trailer này chỉ có 30 giây nên đầu tư âm thanh không nhiều. Cái này chắc dạng như là cái khu checkpoint hay là khu teleport thôi. Kết bạn với những con thú và chiến đấu với những quái vật cùng những người bạn của mình hoặc là solo. Mình có thể khám phá là thu nhập tài nguyên là sẽ làm nông trại để chế tạo công cụ và cái bộ vũ khí rồi. Đó. Ồ, game này có yếu tố mà combat nữa. Ổn đó. 6.000 vô lô. Con số rất là cao luôn. Này, chúng ta vô thử cái game sau. Trước mắt là nhìn cũng tương đối ổn áp rồi. Được phần nhìn này, còn phần nghe với phần gameplay thì hên xui. Game này chắc nặng thôi, để tắt bớt mớ đã. Ủa sao lại đang áp phích? À, chắc con game này nó dùng clan có áp phích. Áp phích thì tôi cũng có tài khoản nữa. Mà tài khoản Epic của tôi cũng là tài khoản dev luôn. Nên thường là không có chơi game trên cái tài khoản này nhiều. Nó đang login trên đây nữa nè. Alan Watt 2. Thực ra cái tài khoản này của tôi là để xài anh Guild Engineer là chính. Chứ game nó cũng có nữa nhưng mà hầu như không có chơi game trên đây. À, nhắc anh em là tầm tối nay á, bắt đầu từ tối nay. Hoặc là hình như là 24 cái gì đó tôi không nhớ nữa, là sau đó mỗi ngày Epic nó sẽ tặng ghi một game tặng cho đến năm sau luôn, 21 tới ngày 4 hay là 24 tới ngày 7 gì đó không nhớ. Cái dịp lễ mà Giáng sinh hàng năm Epic sẽ tặng rất là nhiều con game, trong đó đặc biệt nhất thì vẫn là ngày 24 tháng 12 Noel thôi, thì cứ mỗi ngày là một game tặng đều 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 đi gì đó. Đa số vẫn là bom tấn nha, anh em nhận trên này thì có thể chơi thoải mái suốt 1 năm trời luôn á. Anh Gil anh đi. Anh Gil thì máy tôi nó dạy ổn lắm. Tại vì tôi đã cài rất là nhiều cái thư viện của nó. Thì con game tôi cũng làm bằng anh Gil anh đi 5 đó. Chạy ống gì đây. Game này cũng tương đối nặng nha. Mở lên nó load mấy mấy phần trăm mà chỉ có bao nhiêu đây thôi. Không được. Sao bắt buộc phải login nữa trời. Đợi tí tôi phao lại. Rồi ok, thôi đua lên em. Vật vả nãy giờ mới vô được con game nào.
Đồ họa thì không cần ve cái hai đâu. Mọi thứ đều có vẻ khá là ổn áp. Sao mà nó không có tỷ chọn mà 90 ta? Thôi chắc để 60 thôi cho nó lành. 60 thì chắc chạy Ucha nổi á. Shadow thì không cần đâu. Audio ok. Game này hơi thiếu nhân lành nha. Rồi, bây giờ chúng ta vô game. So, you want to hear a story? Sao? Vậy bạn có Okay, muốn nghe một câu but chuyện don't không? just listen. Picture it. Không muốn nghe thì bắt đầu xem ảnh đây. I'd hopped over to the harbor. Don't ask why. Why do I do anything? And I saw four unhappy little faces. And I heard their sad, sad song. Bốn khuôn mặt nhìn trông rất Serious. là buồn bã buồn Total bã ở đây. downer. No wonder they weren't making much. Pirates, which was kind of a relief. Did I mention the pirates? There were pirates. Oh, grr, and yo ho ho, and let's catch cute little animals, stick them in cages, and sell them for gold. How could anybody sit by and do nothing? Okay, Trình thấy yeah, mấy thằng cướp I biển did. đi bắt những con thú But dễ there were thương đem good lên đảo reasons, bán nó and vàng thì ai mà có thể ngồi those yên ở little đó mà không làm gì tadpoles được. couldn't. Look at them trying to free those poor creatures. So brave, Vậy so nên họ bold, là bắt đầu so cố gắng mà giải cứu cho clever những con and useless. thú đáng thương đó. I mean, this could have been a real short story, but there was something about those four that croaked me. I had this feeling in my toes. So I left them a little something, a couple of somethings, just to keep things interesting. Trộm thuyền của cướp Hey, biển đi don't luôn hả? laugh. I put a lot of work into making that raft boat thing. And wait till they open my bottle. It's gonna blow them away. Flipper and fantastic. Bye bye Trap City. Hello high seas and exciting Rồi thế là adventures. bốn đứa dông buồm ra biển khơi. Bubbly Nhưng pirates, mà cái tựa con brave game này heroes, là cuộc phiêu magical lưu trên đất liền mayhem. nha. This is gonna be one riveting tale. Did I miss anything? Chứ không phải là thành game gáp luôn rồi đó. Oh yeah, the shipwreck. Guess I'm not getting that boat back. Good luck, tadpoles. You're on your own from here. Tốt. Tuy nhiên là nhân vật nữ rồi. Vậy mình lấy được con cóc luôn á. Đồ họa cao quá thì nhìn nó cũng không được đẹp cho lắm. Chỉ ở mức chấp nhận được thôi. Rồi, bây giờ là con ếch giao nhiệm vụ cho mình. Dạo này đại ca Nam ếch chơi game nào cũng gặp cho nên đặt con ếch lên bức tượng. Game này rất là thiếu cái nhạc nền, tại âm thanh môi trường nó làm cũng ổn á. Hiện tại thì team tụi mình đang ở đây. Cái này là con gì đây? Gao Winsan hả? Gaber Bator. Vùng này chưa khám phá hết. Rất là nhiều vùng đất để mình có thể đi khám phá luôn. Thì mình lúc nãy là trên cái đảo này trôi dạt vô, trên cái biển này trôi dạt vô con đảo này. Yomin, Yomao. Dôm vô cũng không được.
Ghét là sao ta? Bây giờ chỉ có một đường đi thôi. Nó thấy mình nó chạy trong mấy con game sinh tồn thì nó sẽ lao cho nó bên mình. Bây giờ nhiệm vụ của mình là đi khám phá hòn đảo nè, tìm cái Headland, dùng đất Headland ở trên này nè, là mình đang ở đây, mình ở Eva, đi thẳng đây quẹo lên là tới liền. Ở đây vẫn thiếu một đại ca 5S nữa nè. Đây, chúng ta đã có 5S. Bắt luôn. Hay thì hết. Có thể nhặt cái vật phẩm ở gần bằng cách nhấn Q, nên nhớ là chọn cái ô trống và action 3 để mà mình có thể làm gì đó. Gì đó, nói tiếp đi. Ồ, mình có thể nhặt được vật phẩm từ xa rất là tiện nha. Vậy như siêu năng lực vậy đó. Cái cầu đã bị gãy rồi, còn phải tìm cách để sửa chữa nó. Cách gì? Sống nói luôn đi. Động vật trong đây nó hiền hòa hợp hết đó chứ. Game này nó cố định cái góc camera luôn nha, mình không có thể xây được bên nào hết. Trong này có đường ẩn hay là cái gì không? Không, nó chỉ thiết kế gì thôi. Chạy hả? 5S nè. Mấy bức tượng nhìn cũng ngầu quá chứ, toàn là mấy cái con động vật kỳ lạ không à. Thì trong cái nhóm bạn bè của mình cũng có một cái thằng kỳ lạ nữa đó, cái đông Noel đây hả. Cái linh hồn trên bãi biển nãy bây giờ nó phát sáng ra đây nè. Okay, if you want to get technical, Linh hồn Ami. Spirit. Strangers, but with such kind faces. Người lạ với những khuôn mặt thân thiện. Chào mừng đến với hòn đảo này. Ai cô này? Một nơi đã từng là. Creatures, plants, all living things, sinh vật, cây cỏ, tất cả cái sự sống trên hòn đảo này đều rất là hòa bình, được sưởi ấm bởi những ánh nắng cầu nguyện. But disaster struck, and in the endless ages since, one by one, the shrines that protected this place. Cơn mưa đã đến, cơn mưa kéo dài bất tận, che lấp đi cái ánh nắng bảo vệ hòa bình của cái này, của khu rừng. Only if the shrines are repaired. Can this island recover? If even a single shrine were rebuilt, the Amri power of the earth would rise anew. My garden will bloom again. The brightest flowers, the sweetest fruits, ripening faster than you can imagine. Did somebody say fruit? Ha! Huh. That có trái cây rumbling nữa. Sound you hear is four tiny tadpole tummies running on empty. Never mind a call to destiny. This was a clear call to dinner. After all, how hard could it be to fix a single shrine? Tiếp tục đi khám phá hòn đảo thôi.
Chỗ này thì đã bị phá rồi. Ở đây có là vẫn là DK5S thôi. Nhưng mà hoài biết rồi. Ở đây là những cái địa điểm mà dấu chấm hỏi nha. Hồi nãy mình ở bãi biển là mình đi thẳng ở đây luôn. Tụi mình thôi điều khiển bao nhiêu nhân vật đây đó. Chỗ này là cây cầu gãy nãy mà. Nhưng là mình đâu có đi lên được. Bên này nó cũng thiết kế nó chặn đường đó nha. Xuống nước cũng không được luôn. Nhưng chỗ này mình đi ra đây thì nó lại tính lên trên này là sao ta? Nè, đường này là đường biên giới nè. Bây giờ muốn đi xuống dưới không được. Thôi, chuyển lại nhân vật cũ. Có một thanh kiếm ở đây hả? Đi, nó hơi cũ kỹ tí thôi. Để đi phép nó. Rồi, bắt đầu yếu tố combat. Ủa, cây kiếm đâu? Cái gì vậy nè? Không thấy cây kiếm đại ca ơi. Con game này đánh bằng chuột phải nha. Sao mà cơ chế điều khiển nó phức tạp dữ vậy nó. Bây giờ vẫn phải có cây búa một sao. Cái gì đó. This, my friends, is a shrine. Or rather, the tượng thần broken gắn remains hả? of one. But we are in Đây là luck. một những bức tượng rồi đó, bị hỏng rồi nè. Nếu may mắn thì nhìn thấy cái bức tượng bên cạnh không? Có một cái đĩa như cái hình bàn tay vậy altar, and it will do the simply place the materials it requests upon it, and the shrine shall be restored. Hai hòn đá mình có rồi nè. Cái cây thì số 8 không? Không cỏ. Omi là cái con nãy. Rồi, đầy đủ nguyên liệu. Mình có thể sửa chữa được cái bức tượng này. Tượng thần này. Animation làm cũng ổn áp quá nè. Anh em nhìn làm mấy cái đó không dễ đâu. My dear friends, you must be hungry after your labors. We must plant seeds. You will see, but I forgot. My God, rồi bắt đầu mình đi trong cây rồi. Could break through. Trong đó thì thằng Longhorn là có thể phá vỡ rất nhiều thứ thôi. Like you, they might be hungry. Để chuẩn bị thì cho cơn đói mình đi thu lượm vài cây lúa. Rồi cho con này nó ăn hả? Nữa không bay cái nữa nè. Vậy là mình có thằng đệ hả? Ngon. Bây giờ sao tam đó chụp phải nhấn lên đó.
Ồ, mình có thể nhập vô nó luôn nè. Mình đã kết bạn thành công với cái Lonhon này. The stone that blocks my garden is no match for their horns. Cái hòn đá chắn đường thì bây giờ không thành vấn đề với cặp sừng của con này. Mình có thể ra lệnh cho nó để phá vỡ cái đó. Ở đâu? Không nổi hả? Cái nữa đây. Dương sức luôn. Chơi nó. Cắn nó để cái nữa ngon. Bây giờ cho nó ăn không? Hồi nãy nhập vô nó là nhập sao ta? Bấm chữ bon này là nhập vô cái gì nè? Ừ đúng rồi nè. Còn cái gì để phá được nữa không? Coi game mất tiếng luôn rồi. Rồi bắt đầu chúng ta vô gấp đồ chế đồ. Chúng ta quá hình quá thân hình con heo nè. Đang đi đâu đây? Vô đây thì ngõ cụt rồi. Không được. Được luôn. Cái này nó không nhặt vô người mình được đâu. Bây giờ thì cái đền thờ đã được khôi phục thì cái hình cái mà hòn đảo này sẽ có bắt đầu cái chu kỳ ngày và đêm. Ủa bấm không cũng được, chắc tách ra quá. Rồi tách ra mới được. Sửa cái cổng dịch chuyển. Giờ mình đang lang thang đâu vậy ta? Ai đây? Đây là cái khu rừng của mình đó. Rồi bắt đầu mình có thể trồng cây. Có một cái hộp ở trong khu rừng, nó có chứa có nhiều công cụ tuy đã cũ rồi nhưng mà vẫn có thể hoạt động tốt. Tôi tin là chỉ cần vài hạt giống thì mình sẽ thấy cái sự phát triển rồi đây. Khúc này, khúc này nè. Sao vậy? Hút đi chứ. Mình chăm nó hơi bị mệt nha. Ủa có cái giường sẵn đây luôn nè. Có nguyên cái kho đó luôn kìa. Nhấn nút Y để mở menu, chọn cái vô cái gấp tin menu và gấp cái rìu chặt cây. Đây. Gấp cái hatchet. Cái này. Gấp luôn cái búa. Bây giờ nó đã qua túi đồ của mình.
Game này xài công cụ xài bằng chuột phải, trời ơi. Đây là cái gương, có cây cúc đất nè. Trời, cái này độ bền gì mà nó tụt nhanh dữ vậy? Game này cơ chế điều khiển nó khó quá. Trời ơi, mình chặt xong cái cây nó mới hướng dẫn. Cái này là cái gì? À, cái đó là dạng như cái công thức chế tạo. Cái gìu của mình hình như nó gãy luôn rồi. Hết ngày luôn hả? Cái gì đây? Nhánh cây. Những cái lá. Lá thì mình lấy ở đâu ta? Ui, full ba lô rồi. Hồi nãy có chặt ra mấy cái lá ở đây. Bây giờ mở lên để mấy cái lá lên. Cái lá ở đâu đây? Đây là cái nhà của mình.
Đó, gáp được cái nhà đó. Bây giờ gỗ, quần áo, cây gì đó. Mở rộng ra thì khó lắm. Chì nóc phải có đồng, đá thì có hai cái nè. Khó lắm, lên tầng trên nữa. Biết nào mới xây được cái cơ ngơi như vậy trời. Ủa, con heo của mình đâu ấy? Đó. Your garden awaits. Firstly, you must till. Then, simply plant one of your seeds in the. Cái này dạng như là công thức thôi chứ chưa phải là cái hoàn thiện. Đây là mới là cái hoàn thiện nào. Game này lúc chuột trái lúc chuột phải lúc thì núng E lúc thì núng cách nó tùm lum nha. Này chuột trái nè, qua tới này chuột phải nè, giữ chuột phải nè chứ không phải chuột phải nè. Even with the Amri power flowing, you when rồi tưới nước rồi. When the next light dawn, that is when to use your pollen bag to pollinate the flowers and make fruit grow. Until then, you look. There are some bedrolls over there. Bây giờ nó mới kêu mình đi ngủ. À, nhấn nút táp gọi con heo. Vào đây kì. Phá đi. Mình hết ra lệnh cho nó được luôn rồi. Trong này hình như có lỗi rồi. Nó sắp bỏ đi vậy. Ăn cái nữa nè. Nuôi mấy con này tốn nha. Ăn nữa không? Lúc đầu cho hai cái thì đầy ống, còn bây giờ cho ăn ba bốn cái luôn rồi. Rồi nghe lời chưa? Phá đống này đi. Kỳ chân thứ hai.
Trời, mỗi ngày ra cho nó ăn 3 cây gì đó trời. Rồi cần tưới nước không? Nấu cái này trời ơi, cái ba lô thì có chút tài không à? Tôi chúa ghét mấy con mà game nông trại nó lại làm cái ba lô nhỏ xíu như thế này nè, chả hiểu để cứu hành người ta hay làm cái gì luôn. Đồ đầu game thì nó một đống như thế này. Rồi xong rồi mỗi lần làm cái gì là phải chạy lại cái ba lô lấy đồ. And now you have food, you are rested. Please. Rồi tiếp tục đi khám phá hòn đảo nữa. If you are ever unsure of your direction, come find me in the heart. Bây giờ chúng ta còn một ít, còn cái hạt giống nào không ta? Cái cây nó chỉ cho mình trồng đúng một lần vậy thôi đó. Bây giờ làm sao mà đi kiếm hạt giống được. Game này cơ chế điều khiển nó lu bu quá. Không biết nhặt bằng lúc nào luôn nè. Bây giờ cho nó ăn hai cái cánh. Cái con quỷ này thiệt, cho nó về nhà. Chứng được.
Rồi, mình đã tam được nó rồi. Cũng được, game này cũng được nhá, bắt được mấy con thú khá ngon nè. Chỉ là hướng dẫn thôi, mét a em hãy dục dưới kia rồi. Ủa làm sao mà gọi nó được ta? Trời, nút internet. Chết rồi, phải cho nó ăn. Con này nó ăn cái gì đó? Cái này á. Nuôi mấy con này thấy mệt thiệt á. Đúng dòng thôi. Cái này lấy ở đâu ta? Y nè, gấp nè, bây giờ có thể gấp được cái giường. Nó không có hướng dẫn hay là chỉ nói sơ sơ rồi mình tự mò đi mình làm thôi. Cơ chế điều khiển thì cũng quá là khó khăn đó. Lại nhấn mò để làm cái gì nữa? Được công thức cái gì nữa đây? Chăm mấy con này đúng mệt luôn.
cái hitbox của mấy cái vật thể thì nó quá nhỏ đi. Xuống đây coi có gì nữa không, thậm chí đồ lấy cũng mệt đó. Bây giờ không biết sao chế được con Gobo đây. Trời ơi, nó do bằng nút lên với nút xuống cho nó không xài nút chuột cuộn chuột luôn. Đây là cái nhà mình, còn trên này là cái gì nữa đây? Đi thẳng về phải thôi. Đây, cái chỗ này là cái chỗ gì nè, cần cái bức tượng đó chứ mà cái gì đó nó ghi cái này không hiểu là cái gì luôn. Đây cần một cái đầu tượng và hai cái gì đó. Đâu new quest này, quest này hiện đâu? Sửa cái trang trại. Không phải cái đó. Ủa? Cái tượng này sửa rồi mà. Hút mày nè. Nó ghi như thế này là cần một cái tượng với hai cái cục đá gì đó. Còn cái đầu con rắn với hai cục đá. Cái này thì lại cần một cái gì đó, chả hiểu gì cả. Vũ khí thì xài vài cái là nó lại hỏng, kiểu như nó cố ý nó làm gì á. Còn bên đây là nó có cái hình này là cái gì ta?
dây thừng với vải với thuốc nhuộm xanh, không hiểu cho lắm. Cơ chế điều khiển đúng là khó chịu thiệt. Trời ơi. Finally. You've got to look past the mutated plant monsters. And if you can look past all the names frog. So, I'm trying. You see that a thing of be frog boy. Bring me anything. It's simple. They'll go straight into your pocket. Got a hook. Nó nói cái gì mà nó nói liên tục luôn. Thử cái này coi. Năm khúc gỗ, 10 cục đá. Một cái bông màu đỏ mới vừa cắt xuống luôn. Mình có thể đúc tài nguyên vô đây mình cống hiến 100 điểm rồi nè. Nó vẫn báo thiếu thiệt, không hiểu gì cả. Nó cần một cái tượng con rắn với hai cái ô vuông hai bên, hai cái cục tròn tròn hai bên đó là cái gì không biết nữa. Giải thích đi chứ. Trời ơi, giờ nó mới báo có cái shop mà nó để ở đây. Ngủ thôi, sáng hôm sau tính. Mình nãy cống hiến được 200 rồi đó. Đây nè. Là được 421 điểm cống hiến rồi. Cái nhiệm vụ khám phá hòn đảo, khám phá hòn đảo và khám phá hòn đảo, sửa cái nhà nông trại, tìm tất cả các mảnh mét phát á.
sữa ở đâu mới là vấn đề. Đây là sữa cái farmhouse này, nhưng mà sữa thế nào? Thiệt á, giờ không biết sao cho nó ăn nữa. Nuôi một con thôi, không có sức nuôi hai con đâu. Cái quái gì ấy, bây giờ không có các con thú vô được nữa nào. Trời, bả bán đồ cho mình dựa trên cái điểm cống hiến của mình. Đây mình có thể thu nhập 5 cái túi phân bón nè, hạt giống gì 200 mới nè. Cái này có rồi, mấy cái này cũng đi bán nữa. Trời, tự nhiên giờ nó hướng dẫn chuột chữa. Còn cái này tôi vẫn không biết làm sao mà để sửa được nó nè. Nó hiện cái hình tròn kế bên là cái gì không biết luôn. Bên này thì nó đòi hai cái. Không đi được. Thank you.
Rồi, để vào game ra ngoài coi hướng dẫn này. Hiện tại vẫn chưa biết làm gì hay là đi đâu. Bây giờ đi qua cái dấu chấm hỏi coi thử coi. Két thiệt á, nó zoom in zoom out bằng cái nút lên nút xuống trên bàn phím, cái phím mũi tên đó nha. Tôi chả hay tin được luôn, cái nút cuộn chuột giữa thì nó lại vứt bỏ. Rồi xong rồi một đống mấy cái thứ này nữa nè. Mấy cái nút điều khiển nè. Cái này thì xài nút cách thu hoạch nè. Cái búa của tôi từ lúc gáp ra tới giờ không biết để làm cái gì luôn. Cần phải có con thú gì đó nhọn nhọn mới đi qua được cái chỗ đó. Làm sao biết cho nó chỉ cái nào? Con này nãy ăn cái gì sao mà nhớ ta? Cánh này phải không? Trời ơi, chầm nó đúng mệt luôn á. Bây giờ nó đi ngược về đây, xuống đây quá. Ủa tôi mới làm cái gì vậy? Trời giờ còn đổi nhân vật nữa. Mình sẽ đi vòng xuống đó, qua bên cái hòn đảo bên kia. Cái đường này chúng ta đúng rồi nào. Cái
cái đường này giống cái đường mình mới đi vô hồi nãy. Bây giờ làm sao xuống đây được? Đi qua cây cầu á. Quay về chỗ ban đầu coi thứ ơi, chứ tôi bó tay rồi. Nó kêu sửa chữa cây cầu để đi dòng đường trên nữa, lũ đạn đó. Mệt người với game thì nó bắt mình đi đúng khúc cua luôn nè. Xong đi thẳng vào đây sẽ thấy một cây cầu. Không sửa được, nó yêu cầu hai cái gì đó. Không biết nói là cái gì luôn. Chạy lên quanh hết 2 tiếng là nghỉ quá. Rồi, cây búa lại gãy, vẫy khoảng 10 mười mấy cái thôi là gãy rồi. Này dùng đất sương mù á. Vô đây thì khách đi được rồi. Giờ phải làm gì nữa ta? Bây giờ phải đi đâu, bây giờ làm gì, làm sao kiếm được cái con chim đó để tiếp tục mở đường cho mình đi. Cũng không biết yêu cầu cái gì để sửa chữa đồ luôn.
chụp phải cho gọt. Thì biết nó cần con chim rồi đó, nhưng mà con chim mình có thể bắt ở đâu nè. Đường này đã bị chặn bởi một cái khúc gỗ nè. Người bán hạt giống thôi. Rồi, đi ngủ giấc. Ngày mai đi kiếm con kia. Game này không ăn không uống luôn nha, đừng 1.400 rồi nè. Chim ở đâu? Làm sao tam được con chim? Hay nói là con này. Không phải. Hai con này đều màu hồng đúng nè ta. Tôi mới coi cái clip ông kia mò đường gần 2 tiếng anh em ạ. Để leo qua đây. Xong rồi đi. Có cái cầu thang ở đây hay gì nè. Đây. Đó, mình xuống đây mới đặt đá vô. Nó không có hiển thị đâu hết. Nên phải cố gắng mà tìm. Nam ếch nè. Cái này là cái bàn chế tác thôi. Có thể bỏ nguyên cái bàn vô túi luôn nha. Mấy con này là mỗi ngày gọi ra nó lại phải cho ăn. Ủa? Sao nó mọc sừng lên thế vậy? Gọi nó lên 26 rồi nè. Tiến quá rồi anh em ơi.
Đó, cái pet tôi vừa tự nó làm việc luôn. Hay lắm, để hút cái này luôn. Trời, vuốt ve nó như con cún vậy. Hút cái này luôn để. Đó, game là phải thế này chứ. Hút nữa. Game này hitbox rất là tệ hại luôn nha. Hút cái nữa. Đây là cái tượng sừng bò nè. Có cái gì ở đây mà nó cắt cảnh vào đây? Portland basks in the light and with the shrines broken. The please, my restore the shrine. Đó, bây giờ mình bắt đầu đi khôi phục mấy cái tượng nhỏ nhỏ nè. Kìa, được cái mảnh gì nữa nè. Nhổ cây về mình trồng luôn. Cái nữa. Ê, 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 ê. Game này nãy giờ lâu quá không đánh nhau, quên mất tiêu luôn. Giờ nó mới hướng dẫn summon bằng cái nút tab thiệt. Nằm miếng dán ép, nhấn y lên, chọn gáp, chọn dán ép. 1, 2, 3, 4, 5. Xong rồi nhấn cái này xuống, chọn cái dán ép, đặt lên đây. Nó cần những combo và góc nữa. Góc đây. Rồi, đồng đâu? Đồng đây. Mình đã sửa được cây cầu qua bển. Bây giờ phải đặt cái bàn xuống, dùng cái bàn đó để gắp qua cái kia. Đặt là không phải muốn đặt là đặt nha. Phải cầm cái đó đi cái nữa. Mình mới gáp được cái đó thì nó đâu. Cái này dạng như cái hộp để chứa thôi. Mình nhấc cái bàn lên. Chọn qua cái khác rồi đi.
Ăn rồi thì làm việc đi bay. Nè. Khúc nó cục đá mà nó gớt ra con cá được. Trời ơi anh em. Kim cương hả? Khúc nói không? Ồ. Hay lắm đệ. Halt. Who goes there? Oh, wait. Sorry about that. Không phải cứ biển đâu, tôi là an toàn thôi. I thought you were pirates, but you're just children. Bạn chỉ là một đứa trẻ, ơn trời, tôi rất là sợ đó. Tôi là Myler. Bạn có bất kỳ trái cây nào không? Tôi cần một sức mạnh để làm gì đó. My name's Myles. Trái cây gì hả? Cái gì? Đó, giờ nó mới nói là một vài cái công trình cần phải có cái mà tròn tròn đó để có thể sửa chữa được. Nè. Nhưng mà không biết cái tròn tròn đó là ở đâu. Ngửi thấy mùi nước hả? Có cá đó thôi. Nếu mình muốn câu cá thì xuống nước chân chụp phải là sao? Khi mà mình cảm thấy có cá dưới mặt nước đó, thì mình nhảy xuống nước luôn. Ủa, đi thành vòng đó hả? Kìa. Nó hút cục đá mà nó gớt tiền ra cho mình luôn. Cái nữa. Hết 5 ớt rồi làm sao mà đọc được mấy cái bức tượng nữa vậy? Nó làm cái gì? 7 bức tượng lận. Ủa đánh nhau hả? Rồi con của mình hút con đó chết luôn rồi. Ủa, trời, mình có máu trên đó kìa.
mất cái vũ khí luôn rồi, chạy thôi. Có một cái cine ở hướng đông nam. Ê con gì kìa, nè nè nè, con gỗ kiến mình đang tìm nè. Con này thì nó ăn cái gì đó. Mày ăn cái gì nói đi. Có khi là nó ăn cá không? Kìa nó ăn cá thiệt kìa. Ăn thêm nào. Ủa con quỷ kia nó ăn hả? Cái gì nó cũng ăn cho nó, chứ không phải là mỗi cá thôi. Đứng lại, my name's Milas. Do you have any fruit? Oh, gods, that's better. These last few không có đưa cho ổng nữa, phải bấm nút quy rồi quăng như thế này nè. Oh, that? I got shot down by... I'm an archaeologist. Well, my husband is, and I fly him around. Perhaps you could call me an archaeologist assistant. No, adventurer. That sounds better. Sleeping on the ground gets tired. Have you spotted anywhere I could get a roof over my... Can I help you with... After all, you... If there's things you need, I could sell it to you. Cái gì ổng bán cái cần câu cá này à. Mở cái kho đồ mà tới gần 1000 lận. Có giảm giá thì mua, còn không giảm thì thôi. Em nghèo lắm anh ơi. Cái cầu thang này chưa sửa được. Có cái này cũng chưa sửa được. Lấy làm sao qua hướng đông nam bên đó. Về ngủ nhất đã. Buổi tối ra đường nguy hiểm lắm. Ba lô mình đầy. Ừ, mình có cái gương mà.
Cái này chúng nó đi hiến tế nè. Vận sắt, vận đồng gì thì bỏ vô đi. Cái mầm cây đó là sao đó? Mười lăm lá và một gỗ. Gỗ này phải không? Hay là gỗ này? Không được hả? Chỉ có thể được một cái thôi hả? Mấy cái này đem đi donut thì có bị gì không ta? Chết rồi, sót một cái là trời ơi, nguyên cái thanh công cụ của mình nó nảy tán loạn luôn. Bấm sót một cái là xếp lại từ đầu thiệt á. Chết rồi, sót là nó sót cả hai cái thiệt. Ông nào làm con game này nó khôn dữ thiệt. Rồi, để mai tính. Con này nó quạo mình này.
Bà chả bán thêm cái gì có giá trị cả. Mình có 1.700 điểm, ngày mai lên 1.000 nữa. Không thể leo qua bản được, nên đành chạy bộ thôi. Mỗi lần gọi nó ra là phải chờ nó lên chỉ số yêu thích của nó thì nó mới nghe lời mình. Làm sao để mình có thể tắm cho nó được ta? Làm sao? How? Nó đòi tắm mà mình không biết cách tắm cho nó. Thì em nói không hướng dẫn gì sao ta? Tự nhiên hứng lên là nó làm gì đó. Đi qua cây cầu nó hay gì đó. Bây giờ tắm cho nó như thế nào? Xuống nước tắm được không nào? Trời, câu cá bằng một cái lít chuột.
không được. Cooper và Long Gat 8 nè, 7 nè. Chết rồi, thiếu cái này rồi. Bốn cục đồng á, còn thiếu mấy cục nữa lận. Này chỉ có đá thôi, không có đồng. Đây đây đây. Đi xuống đây là trời nó mưa rồi, con phép mình nó bị kẹt chỗ đó nữa rồi. Come on, come on baby, move 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 move. Ủa đồng nãy giờ lụm nhiều lắm mà sao có 7 cục à? Hay là nãy mình đặt vô đây một mớ rồi. À mình đặt vô một mớ rồi. Đó, bây giờ được cái cục tròn đầu thứ hai nè. Là nó ăn cái bông màu đỏ nè. Nó ăn cái này. Rồi, ok. Tạm đựng chim ơi. Con này lại đòi ăn nữa hả? Con này thì nó ăn cỏ. Này cái gì đây? Ribbits are the future. You'll love them. Ribbit là tương lai, bạn sẽ thích nó thôi. Umbra will be using them soon. Maybe. Tất cả cái Umbra này sẽ dùng nó sớm. As my first customers, I have a deal for. Want to see what else I got? Bán gì? Nâng cái cửa hàng thì ngày mai đủ. Cái bong bóng này là sao ta? Ngon, nó cho mình cái liều miễn phí luôn. Đi đi coi thôi. Và 16.000. Không có tiền bạn ơi. Mình nghèo khó lắm. Tents and houses don't just hop out of thin air. You need to invest res on top of that. Enjoy your new home. Mình có thể đặt thêm một cái liều như cái campfire nữa. B
Bây giờ thì hai cái này có thể sửa được rồi nè. Nếu như mình đi khám phá cái vùng dưới nữa, chắc đặt ở đây luôn á. Xây kế nhà này luôn ha. Cái lá cây và nhánh gỗ. Trời, rộng dữ vậy đó à? Cái gô ta tờ gô ta tay anh tay em gì làm sao để quay được trời. À AD quần áo nè, dây thừng nè, cái quần áo nó không biết chế làm sao. Bây giờ mình có thể sửa được một số cây cầu. Trời sắp tối rồi, đi ngủ luôn. Mai có 1.000 tiền. Những chuỗi ngày ăn lông ở lỗ này đã kết thúc. Tao nuôi được có một con thôi, không có nuôi nổi tụi mày nữa đâu. Ngày nó ăn ba cái rồi muốn chết rồi. Con này nó hút hút vài cái là xì keo luôn rồi. Bắt đầu nó bị dơ nè, làm sao cho nó tắm được ta? Nãy tôi nhớ ở đây là có cái này nó chặn đường. Đây.
xuống nước cũng không có tắm rửa được nữa. Này là cái gì đây? Rồi đủ ba cái mảnh của con Gobo nữa. Chết rồi, làm sao có cái bông để cho nó ăn bây giờ ta? Chắc phải trồng cây nữa quá. Sầu biển quá gì nữa đây. Rồi hư luôn cái cuốc này. Rồi hả? Game gì mà khổ quá.
Lúc cái này thì chuột phải, lúc thì chuột trái. Rồi 6x3 18 đủ rồi nha. Tại vì mình tưới nước một lần mình tưới được 3 ô lắm. Hồi nãy là mình đã đủ mấy cái đầu này rồi, mình cất nó đâu ta? Đây. Cái này ba cái nó dùng chung một cái icon ảnh à, nhưng mà cái tên nó thì khác nhau nha. Đi 5S, 5S. Chạy đâu đại ca 5S. Trên chứ, hình như cứ trên. Bốn cánh sen hồng, 8 cánh sen hồng, 12 cánh sen hồng. Một gói gì là nó gồm có 4 cái hạt giống thôi. Hồi nãy có một cái đường bị lóc ở đâu đây nè. Đây. Tôi không biết làm sao tắm cho được mấy con này luôn. Bây giờ mình đi, mình có thể qua đây phục hồi cái này, hoặc là đi qua đây phục hồi cái trên này. Chắc để lần sau đây, game này cũng tương đối cuốn đó. Thực ra là biết cách hiểu sơ sơ thì mới chơi được. Hồi nãy là nhầm nhiều thứ quá, mấy con này nó dơ như hủi này, không biết làm sao tắm cho nó luôn. Có mấy con cá mà nó không có giá trị nào để cống hiến hết chứ. Thôi hẹn khi khác. Get fan test là lấy đâu chạy? Ủa không, hình như nó nè. Đá không đủ, đồng cũng không đủ luôn.
Rồi, ok. Sao nhìn mà tồi tàn như vậy nè. Đặt cái gì đẹp đẹp lên cái này đi được không? Đặt ngôi sao nó đi. Này dạng như cái shop của mình thôi, chẳng có gì nữa. Thank you. Oh, thank you. Return to me with... Cũng không có bán cái gì mới cho mình. Vậy cái này là mỗi cái xài một lần đó hả? Mình xài không đâu có được xài nữa đâu. Gỗ cloth dây thừng. Cái quần áo đó không biết chế làm sao. Buông cái thợ rèn và khôi phục cái kia. Ủa có rồi nè, cái lum này là chắc cái máy dệt rồi. Chúng ta về đây làm cái máy dệt. Máy dệt thì chắc để ngoài nhà đi cho nó rộng rãi. Nhận được cái gì ta? Thôi dư đựng hả? Thôi chết này, không có quỷ được rồi. Rồi nó làm hết rồi. Mình có thể dùng cái lông cừu nè. Nghĩ dệt thành dây thừng thôi.
Để trước cũng xài sau cũng xài rồi. Cái kia nhìn như cái bông kìa. À, mấy con xà lam này buổi để mình có cây mình trồng. Ủa cái đường này đi đâu mà thấy ghê vậy nè. Thôi, về ngủ. Mai tính. Buổi tối là nó vô cực luôn, là mình có thể farm buổi tối bất cứ khi nào mình muốn luôn á. Game. Ok, bye bye anh em. Game rất là thú vị, có thời gian sẽ chơi tiếp. Hơn 2 tiếng rồi, mới sửa được cái công trình đầu tiên là cái workshop nè. Lỡ chỗ này nằm ngủ nè. Nhìn rất là chill luôn nha.